Đồ thị nói cũng đúng. Vậy lưu ý con để làm sao đi? Mì ơi, cậu không cho tớ làm ô xin này, cậu muốn tớ làm hot girl, để tớ làm diễn viên, biết không? Ý tưởng này là vì ai đấy? Tớ muốn được đóng vai của diễn viên Minh Anh.